luôn sự kiện Giáng sinh. Thì trong sự kiện Giáng sinh này nó sẽ có cái gì? Chích mệt thì đầu tiên là mini game nha. Cái mini game này gì chút nữa vô chơi, giờ nó ấn vô nó chơi thì nó chơi. Cái mini game này hình như là chơi gì đây? À, xếp hình. What the fuck, mày? Ôi, má Giáng sinh bắt đi xếp hình. Ổn không phiền? Rồi, ok, mẹ Giáng sinh bắt đi xếp hình. Rồi, trời ơi, mẹ xếp hình là nghề rồi. Rồi, cái đi kết, trời ơi, mấy sự kiện trời đủ Giáng sinh bắt đi xếp hình, ổn không vậy? Ôi, má Giáng sinh bắt đi xếp hình. Chịu ơi, chơi gì chịu ơi. Nè, ăn 4 không, cái bên này ăn 4 không, để coi coi. Ơi má giáng sinh bắt đi xếp hình, má mấy ép a nó buồn. Ăn ba rồi mẹ, mấy cái này mà mấy ông nào chơi Candy Crush vô đây mẹ bá đạo luôn mẹ. Mấy game này chiêu á, tính ra mẹ Wonderman nó ra phải ra mấy cái như gì nữa ha. Hay ra mấy cái như gì cho mấy sự kiện mấy anh em vô ngồi, mẹ có thời gian ngồi đốt thời gian vô game đó. Rồi hoài nổ liên tục luôn mấy anh em, là combo nó Wonderman nó lại phải ra mấy cái sự kiện in game như thế này nè, để mấy anh em chơi chiêu vô game nó mới thoải mái, nó giải trí. Đâu hết rồi, còn cái nào nữa không? Má già rồi, bây giờ đi kiếm cái này. À đây, cái chuông đây. À nó nhắc luôn à. Nó nhắc luôn à. Dễ gì. Chơi mà nhắc luôn. Ê cha, trời ơi, ăn 4 chứ à. Xuống đây cũng được, xuống đây cũng được. Rồi không sao. Rồi ok. Thì sau khi mà chơi sự kiện mini game xong thì nhận được 5 cái vớ. Thì 5 cái vớ này chúng ta sẽ đi đổi quà. Đầu tiên là đổi khung, cái này là khung đổi giới hạn, là khung này là khung Giáng sinh. Tiếp theo là 50 mảnh này sẽ được quân tướng SR, chắc chắn tôi sẽ đi đổi tướng, mẹ thề với mấy ông luôn. Tôi thề với ông luôn, chắc chắn tôi sẽ đi đổi tướng, tôi đéo cần khung đâu, thiệt. Mẹ. Thiệt, tôi đéo cần khung đâu. Tôi chắc chắn luôn tôi sẽ đi đổi tướng, đổ có bao nhiêu điểm là tôi sẽ đi đổi tướng hết. Thề. Mẹ tôi sẽ đi đổi tướng. Nếu đổi quần què hết á, sự kiện kéo 6 ngày tôi sẽ đi đổi tướng trước, đổ tôi sẽ lẫm con SR trước. Rồi, hoạt động là gì? Tích lũy 5 lần chế đạo đồ, quay 3 lần những vòng quay, thu thập 3 lần nhanh mảnh. Rồi mấy cái sự kiện này, sự kiện một ngày trong ngày dễ thì nó sẽ cho thêm mấy cái tắc. Đó, rồi ưu đãi thì cái này, mấy cái này là, mấy cái này mua bằng kim cương à, dễ gì. Rồi nói chung là mấy cái này quất hết. Ôi mẹ 10 xu 300 kim cương, mẹ rẻ như Free Fire luôn. Cái này quá rẻ mấy ông à, mẹ 10 xu mà có 300 kim cương à, rẻ vãi. Rồi ok, nói chung là sự kiện hôm nay thì mua nó sẽ, khi mà mua mấy cái vật phẩm hôm nay thì nó sẽ kèm theo mấy cái tắc này. Rồi ok, nói chung là dễ. Trời ơi, mấy chúng ta không bao giờ thất vọng về những con game như thế này. Đủ ừ mẹ, các bạn free ư, 1, 2, 3, 4 sự kiện free ư, chúng tôi đem đến cho những bạn những món khai vị, những món gọi là bình dân ấm áp, thì chúng tôi sẽ đem bắt đầu lên những món chính mới hấp dẫn. Chỉ với 3 thủy tinh rồi bạn sẽ mua những gói nạp ở trong đây. Trời ơi mẹ, gói càng nhiều thủy tinh thì càng giá trị. Mẹ cái gói này mà 3 thủy tinh là chê nha, cái gói này mà 3 thủy tinh là chê nha. Hơi cùi mấy anh em à, mấy gói này mua chủ yếu lấy vật phẩm thôi. Nếu mà thực sự mà mua, mua gói này nè. Này có tướng SR nè, người ta mua gói tướng vô chứ mấy gói tào lao mới lao thì má sự kiện này. Mấy gói này tôi chê nha mẹ, tại vì trong đầu game có nhiều gói nó ngon hơn nha. Trong đầu game nó có nhiều gói hay hơn là mấy gói này. Ồ mẹ mấy gói sau, ôi mẹ gói 100 thủy tinh. Ôi ơi, này là 100% triệu hồi ra chọn quỷ luôn. Nói này là chọn tướng ra định hướng trừ hệ quỷ luôn, what the fuck. Mẹ mấy gói sau kinh bị cứt à. Ôi má, đúng là sự kiện nhí ganh luôn nè. Đây là món, đây gọi là món mới vô là cái món gỏi, đúng không? Món gỏi đúng không? Món nộm. Ôi bác gọi là nộm. Rồi, cái món này là món thứ hai, là cái món gọi là sau món nộm thì sẽ là đâu muốn đi chung, hai món này nó sẽ là combo đi chung. Nộm thì gỏi thì ở trong ngoài Bắc gọi là nộm, trong miền Nam gọi là gỏi, thì tôi sẽ đi ăn chung với bánh tráng hoặc là bánh phồng tôm. Đó, đây là món khai vị. Món tiếp theo là món gần áp chính, thì mấy món này là mấy món khai vị, ba món này là món khai vị. Tiếp theo nữa ưu đãi này, mua bằng kim cương là món chính, này là món cá chiên, là món tôm hay thứ gì đó thôi. Còn mày món lẩu, đây là gọi là món lẩu, là món cuối cùng. Ôi má, con game này nó biết cách hút.
Ôi hút giả ban luôn, Big Noel. Nhưng mà tôi thấy gói hơi cùi ha. Thật sự. Nếu mà 5 thủy tinh thì thật sự nếu mà mấy gói này mà mua thủy tinh thì sẽ làm được rất nhiều thứ. Ví dụ như tôi nói gói này 10 thủy tinh đi. 10 thủy tinh đi mua gói bát chứ ha. Thiệt. Cái này trải qua mấy năm nào mà tiêu hết không có còn gì để tiêu nữa thì mới vô cái này để tiêu thôi, chứ còn thực sự mua mấy gói này nó không ngon. Đó. Bên ưu đãi ngon hơn. Bên ưu đãi tính ra bên ưu đãi quá ngon luôn nha. Tôi nói riêng bên ưu đãi là cực kỳ ngon luôn nha. Nè tôi nói nè, cái xu này nha, cái xu này nè bên ưu đãi mua bằng kim cương còn lời hơn. Nè bên ưu đãi nè, cái xu này 10 xu mà 300 kim cương là quá ngon, nhưng kèm theo tắc luôn nè. 300 kim cương cái gói này ngon nè. Nè cái gói này ngon nè, rồi cái thứ hai nữa là mấy phí đỏ nè 600 ngon nè, 1000 cái bao mẹ, 1000 cái bao bụi chiến thuật ngon nè. Xu tím cũng 900 ngon nè. Nói chung là một con túi SR 1200 kim cương ngon nè, phí đỏ nói chung là cái này đồ cam luôn nè, phẩm tùy chọn trang bị vàng 1 sao 1400, nói chung là chút nữa tôi vô ạc tôi bú hết. Nè, tôi vô ạc tôi mua hết. Đấy là cơ bản cái này chỉ có không mua cái này thôi, cái này thì hai cái này thì 5 con bét đi cày được, còn lại trong đây là bú hết mấy em. Nói chung là cái bên ưu đãi kim cương ngon hơn là cái bên ưu đãi thủy tinh. Thủy tinh thì ở móc càng về sau thì nó mới ngon thôi. Đấy. Mua 10 giấy tím à? Đâu? Mua 10 giấy tím, bên đây đâu có giấy tím đâu, trong đây đâu có giấy tím đâu. Đâu có đâu. À đây hả? Rồi, quốc xem làm nháy luôn rồi, ok, 10 giấy tím luôn rồi, đây. Làm luôn 10 xu luôn đi, làm luôn 10 xu luôn. Rồi. Quốc mấy này mà quốc. Rồi. Làm nhẹ vòng quay lấy mấy đồ cam, mấy cái vòng quay này tôi quay 3 lần toàn đồ cam không á mấy ông. Không biết thằng này ra không, nhạc tôi quay là gần như mặt mình ra đồ cam. Ôi điệt bè. Mẹ phải cất bội má, tôi nói mấy ông nghe, mẹ tôi quay cái vòng quay này chưa bao giờ mà tôi xịt muốn đồ cam luôn. Tôi chơi tới bây giờ game là ngày thứ 3 rồi, tôi quay 4 cái vòng quay này rồi lúc nào cũng ra đồ cam. Ôi má, cái vòng quay này quay ra đồ cam dễ vậy cất mấy ông à. Mày lúc nào cũng ra đồ cam. Mẹ. Rồi đùi đồ đỏ rồi, đi ải bây giờ mở đồ đỏ rồi. Đồ thì bây giờ ra đồ đỏ rồi, đúng không? Trang bị nè, full cam. Thì cam thêm cũng được. Ôi chưa có đồ đỏ mà. Chưa có đồ đỏ mà kêu khoe cái gì, anh có đồ đỏ rồi. À, anh đêm qua anh đi rớt ra đồ đỏ rồi. Đêm qua tôi đi ải rớt ra đồ đỏ luôn rồi mấy ông à. Rồi làm nháy X10 luôn mấy anh em. Làm nháy nhẹ một cái X10. Rồi ôm ra hết. Má còn có 30 lần nữa à, mẹ còn có 30 lần nữa ra con tướng này mà mẹ buồn ta, mẹ còn có 30 lần nữa à. Thôi để cho nào đủ thì quay. Ờ VIP 5 rồi, từ từ lên VIP 5, lên VIP 6 có nhận cái gì? Hoài mẹ lên VIP 6 nhận luôn con thêm một con này nữa. Hoài VIP 7 lên vậy. Hoài mẹ VIP 7 nhận trang bị. Đấy, rồi ok, đó thì người quay xong chuyên mục lại coi sự kiện Noel ấy ra cái gì. Nói chung mà game này sự kiện Noel thì thấy khá là hay đó, làm sự kiện Noel event khá là hay. Vừa free vừa hút nhẹ nhàng, nói chung là chiêu. Đấy. Rồi, ok.